Và trước khi tụi Lộc đến với lại di sản thiên nhiên của thế giới thì trên đường đi có một cái địa điểm chụp hình check-in rất là đẹp luôn, mang tên là shop Sapchi Fuji. Sapchi Fuji nó là một cái vùng đất mũi nhọn đưa ra ngoài biển, và đây cũng chính là cái nơi có thể nhìn thấy qua cái khu vực sông San của Đinh Bông luôn, rất là đẹp. Và lát nữa bây giờ tụi Lộc đã đến bãi đậu xe mà đây, chuẩn bị cái cảnh biển ở bên đằng sau rất là đẹp luôn mọi người ơi, rất là mát. Và đi thì không có coi giờ máy bay của mặt trời, cho nên là khi tới đây thì mặt trời lên cũng tương đối cao. Thì đây là một trong những cái nơi rất là nhiều người ta đến, người ta chụp hình, người check in ở đây, bởi vì cái bãi biển này đó, ấy dạ, đấy là đẹp rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy bãi biển, đây là đá núi lửa, đá núi lửa, đá nhâm thạch đó, đá nhâm thạch ra, và đây là bãi biển, và ở trên đó là cái đài quan sát, và xíu nữa là tụi Lộc sẽ lên đó và quan sát thẳng qua bên này, qua bên cái khu vực sông San Intrigon. Đây là một cái nơi phức hợp khách sạn ở bên đây, ở bên khu vực này là khách sạn rất là nhiều. Ở đây là cái nơi ngắm cảnh ha. Nó trở thành một cái địa điểm của người ta đến để hóng gió, hóng mát, check in, chụp hình rất là nhiều. Đây thì bãi này không có tắm được, nhưng mà nhìn biển rất là trong xanh các bạn. Hôm nay thì thời tiết rất là dễ chịu luôn. Và nhìn đằng kia là cái ngọn núi cao nhất của Hàn Quốc, đằng xa kia là ngọn núi Han La San, ngọn núi linh hồn, cái nơi mà ông thần Han Haruban trú ngụ. Và trong cái lịch sử của Hàn Quốc đó, thì cái ngọn núi này được vẽ lại là ngọn núi chính giữa sau cái bức tranh của vua ngọn hoàng đế. Nó có năm cái ngọn núi, thì ngọn núi Han La San là một trong năm cái ngọn núi đó, và ngọn núi Han La San là ngọn núi nằm chính giữa. Nó có thể là biểu tượng, một cái biểu tượng thiên nhiên của đất nước Hàn Quốc luôn, và của đảo Jeju này luôn. Thì trong lịch trình thì tụi Lộc không có đi núi Han La, nhưng mà có thể đi ngang để ngắm, và mình thấy là cái đảo Jeju rất là rộng, tới 1.800 hơn 1.800 cây số vuông, rất là rộng lớn, và giáp biển hết, bốn mặt giáp biển hết. Và bây giờ tụi Lộc sẽ đi lên trên kia. Ok. Tốn 5.000 won, nhưng mà giờ này chưa có chủ tới. Rồi cái leo lên cái đỉnh ngọn hải đăng trên kia là có thể nhìn thẳng qua bên cái view của cái sông San Chudinbong. Còn khu vực của bên đây mình thấy rất là đẹp luôn. Ở đây này các bạn có thể thấy là bờ biển, là những cái tháp đá nham thạch đó, nó tạo nên một khung cảnh rất là tuyệt vời. Và đi Jeju là nhớ đừng bỏ qua cái điểm này. Bây giờ thì mình sẽ đi lên ngọn hải đăng, đi theo mình nha. Bởi vì những mùa này á, là người ta rất là hạn chế đi du lịch,
Đó. Nhìn qua bên đó. Lên đây. Nó bị cái nhà này che mất xíu rồi, nhưng mà đó chính là cái điểm tiếp theo mà tụi Lộc sẽ đến và leo hơn 3.000 bậc thang để lên tới cái đỉnh trên đó. Đó là miệng núi lửa và một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Một cái điểm rất là nổi tiếng của Trẻ Chu, nổi tiếng nhất Trẻ Chu, khi người ta đi Trẻ Chu là người ta phải check in ở cái đó. Và bên đây là một cái view nhìn qua bên đó. Ở đây nó giống như một cái mũi vòm ra. Ba bên là biển, có một cái đường đi ra. Ba bên là biển luôn. Thì chỗ này á, chỗ này với lại cái chỗ miền núi lửa ngày xưa nó là một cái vùng đất người ta để cắt cỏ lau và để chăn nuôi ngựa rồi chăn nuôi ngựa. Thì ở Trẻ Chu nó có một cái giống ngựa, đó là giống ngựa lùng rất là nổi tiếng. Mà cái con ngựa này nó đặc biệt là chỉ ở Trẻ Chu này có thôi, mà cái xương của con này nó làm cao xương ngựa, cao xương ngựa để trị những cái thuốc, để trị những cái bệnh về xương khớp. Và người ta đi Trẻ Chu thì người ta cũng hay mua những cái sản phẩm đó. Đó là một cái đặc sản của Trẻ Chu này. Thì cái mùa này á, là cái mùa cuối của hoa cẩm tú cầu, nhưng đồng nghĩa là nó không có cam quýt gì hết. Cho nên là hôm nay chắc là không có đi hái cam được, không có hay đi hái quýt. Cảm cảnh ở đây và hẹn mọi người ở cái điểm tiếp theo, đó là di sản thiên nhiên thế giới nha. Thank you.